Chào mừng các bạn trở lại với bản tin news số 32 của Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về mẫu xe SUV full size Kia Telluride để xem rằng là mẫu xe này có gì để cạnh tranh được với các đối thủ như là Ford Explorer, Hyundai Palisade. Để đến với video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để chúng ta nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Ở tại thị trường Việt Nam thì chúng ta đã không còn lạ lẫm gì với cái tên Ford Explorer nữa. Tuy nhiên thì Hyundai Palisade và Kia Telluride lại là một trong những cái mẫu xe được xếp vào danh sách hàng hiếm. Lý do là vì khách hàng mua xe ở phân khúc này không nhiều. Bên cạnh đó thì với mức giá bán gần như tương đương với các dòng xe crossover hạng sang, ví dụ như là GLC, thì chính vì vậy mà nhiều người cũng không mặn mà với những thương hiệu bình dân cho lắm. So với phiên bản cũ thì Kia Telluride 2022 được bổ sung lưới tản nhiệt cải tiến nhẹ. Lưới tản nhiệt này vẫn được thiết kế theo phong cách mũi hổ đặc trưng, nhưng nằm sâu bên trong đó là những cái chi tiết lỗ tổ ong rất lớn, gần như chúng ta có thể nhìn được cả dàn nóng của xe. Nếu so với phiên bản cũ thì phiên bản mới không còn những cái đường viền mạ chrome điệu đà nữa, thay vào đó là một cái tông màu đen được sử dụng và bố trí rất có ý đồ của nhà sản xuất. Điều này thể hiện ngay cả ở những phần thân xe. Bốn quả la răng cũng được sơn một cái tông màu trông rất thể thao. Ở trên phiên bản mới, ngoài sử dụng logo Kia được thiết kế mới thì mẫu xe SUV bình dân cỡ lớn của thương hiệu Kia còn được trang bị một cụm đèn chiếu sáng có thiết kế vuông vắn dữ dằn, rất ăn nhập với phần cản dưới với nhiều hốc hút gió khác nhau. Nhìn chung, cá nhân mình đánh giá rằng là Telluride mang rất nhiều cái sức ảnh hưởng của các dòng xe đến từ Mỹ. Bước vào bên trong khoang nội thất của Kia Telluride 2022, nếu để so sánh với các phiên bản cũ thì phiên bản mới cũng không có cái gì đặc biệt về thiết kế cả, trừ logo mới ở trên vô lăng. Bên cạnh đó thì hãng xe Kia đã bổ sung thêm hệ thống kiểm soát hành trình với tính năng hỗ trợ ôm cua thông minh dựa trên hệ thống định vị cho xe. Hệ thống này sẽ tự động giảm tốc độ của xe khi đến gần khúc cua. Điểm nổi bật về tính năng công nghệ của chiếc xe này nằm ở những chi tiết như là màn hình thông tin giải trí cảm ứng có kích cỡ là 10,25 inch, tích hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS. Màn hình mới này thì thay cho loại 8 inch cũ ở trên tất cả các phiên bản. Ngoài ra thì bản LX tiêu chuẩn và bản S sẽ còn có thêm những trang bị tiêu chuẩn như là hệ thống điều hòa tự động, hỗ trợ lái xe trên cao tốc. Dù ở bất kỳ phiên bản nào thì Kia Telluride 2022 tại thị trường Mỹ cũng sẽ vẫn được sử dụng một loại động cơ thôi. Đây là loại động cơ xăng Lambda 2V6, dung tích xi lanh là 3.8 lít, sản sinh ra công suất tối đa là 291 mã lực tại vòng tua máy khoảng 6.000 vòng trên phút, mom xoắn cực đại đạt 355 Nm. Động cơ này thì kết hợp với cụm hộp số 8 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước. Nếu muốn trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD cho xe, khách hàng phải trả thêm số tiền khoảng 2.000 đô la Mỹ. Theo như mình tìm hiểu thì khối động cơ này là dùng chung với mẫu xe Hyundai Palisade. Về mặt con số vận hành thì mình cũng không có ý kiến bình luận gì cả. Tuy nhiên thì hiện nay ở trên thị trường, các mẫu xe SUV cỡ lớn như thế này thì đã dần chuyển sang sử dụng động cơ kiểu hybrid hoặc plug-in hybrid rồi. Ngay như mẫu xe SUV cỡ lớn của Việt Nam đó là VinFast VF e36 bán ra tại thị trường Mỹ cũng đã sử dụng hoàn toàn bằng động cơ điện. Chính vì vậy mà nếu như để so sánh về mặt tân tiến trong công nghệ vận hành thì mẫu xe này chưa có nhiều dấu ấn ở trên thị trường. Tuy chỉ nâng cấp nhẹ nhưng Kia Telluride 2022 vẫn tăng giá so với phiên bản cũ. Theo đó thì Kia Telluride 2022 bản LX sẽ có mức giá khởi điểm là 32.790 USD, tăng khoảng 600 đô la Mỹ so với phiên bản trước. Tương tự như vậy thì bản S sẽ tăng giá lên khoảng 700 đô la Mỹ, lên mức giá khoảng 35.290 đô la Mỹ. Trong đó thì hai bản EX và SX tăng giá khoảng 200 đô la. Phiên bản cao cấp và đắt nhất của Kia Telluride 2022 sẽ có mức giá lên tới 46.890 đô la Mỹ. Vừa rồi là chi tiết những sự thay đổi của mẫu xe Kia Telluride 2022. Các bạn có ý kiến bình luận gì về chiếc xe này? Hãy để lại comment ở phần phía bên dưới màn hình nhé. Ở cuối video thì mình xin gửi tới các bạn video clip về các nhà chức trách Philippines tiêu hủy một dàn siêu xe nhập lậu. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.